Hello, xin chào anh em, chào anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm ngày thứ tư với Mộc Bang Tam Quốc anh em nhé. Và hôm nay mình cũng tích được kha khá vé chiêu mộ rồi, nên là cũng xả để xem nhân phẩm như nào anh em ạ. Tiện xem là nó ra tướng phe nào nhiều hơn thì mình sẽ chơi theo phe đó anh em nhé. Đấy, hiện tại thì mình cũng tích được xem nào. Ở đâu nhỉ? Túi đồ đúng không? Thế là mình đang tích được 33 vé lệnh chiêu hiền đấy, kèm theo đó là 249 cái lệnh danh tướng anh em. Để tí nữa mình sẽ mua thêm vài gói tích thêm xem lên được 300 vé không, quay một lần cho nó sướng. Tại vì hôm qua không để ý nha bạn, hôm qua cái sự kiện là đua top, sự kiện đua top nó diễn ra 3 ngày thôi. Thì đầu tiên là cái sự kiện đua top chiêu bộ tướng cái gì đấy thì mình không mình cứ nghĩ là nó diễn ra một tuần cơ, nhưng mà không để ý ở dưới này nó có thời hạn anh em nhá. Đấy thì hoàn nó kết thúc mất rồi. Cái sự kiện hôm qua hình như mình được hình như là top 3 mấy thì phải, top chuyên mộ tướng 5 sao anh em, nhưng hôm qua mình vẫn chưa xả. Đấy nên là mất khá là nhiều top. Nên hôm nay là bắt đầu sang đua top mới rồi, là đua top lực chiến anh em nhá. Cái sự kiện này đua top lực chiến này cũng sẽ diễn ra trong 3 ngày thôi. Đấy hiện tại mình đang hạng 26 với 1 triệu 9 lực chiến này. Ô top 1 là 4 triệu 5 được à? Càng nhỉ, Lữ Linh Kỳ đôi 40 sao rồi, Hoa Đà 9 sao, danh tướng hai danh tướng liền. Ai chà chà. Cũng căng ghê ta. Hoa Hùng, Điêu Thuyền các thứ này ghê nhá. Ông này ông chơi theo phe quần ở đấy. Nếu anh em chơi chung cùng một phe thì nó sẽ khó nâng sao tướng. Nhưng bù lại thì chơi cùng một phe nên nó sẽ có búp thêm chỉ số công và máu. Đấy. Để xem khi nên đủ lực chiến này. 5 triệu lực chiến. Cũng cho khá là nhiều vé nhỉ, nhiều vé chiêu bộ kèm theo cả tướng này, 50 mảnh tướng này sẽ được 1 năm sao cũng như anh em vẫn là có cơ hội sẽ xuất ra là tướng danh tướng đấy. Rồi thì xem có gói gì không, gói này sao hoàn trả 13 là sao ta, gói này 30 kim phiếu này mua thử xem nào, số dư hoàn trả 13 lần là cái gì ta, như chả có gì chả thấy khác gì anh em ạ. Rồi chả khác gì, có thêm một con tướng phôi thôi, 30 kim phiếu là 100k thêm được một con tướng phôi thôi anh em, không có gì đặc sắc cả. Chứ cái gói ưu đãi siêu mới này, cái này nó diễn nó kèm theo thì ở đó kèm theo sự kiện siêu mới đúng không. Tăng sang hạn giờ là chọn tướng này, thôi để mình tìm mấy cái gói ở đâu nhỉ, sự kiện hạn giờ ông phải ở đâu, phúc lợi tích nạp đây là tích nạp ngày thứ tư này, cái này tích nạp ngày này, có cái gói gì mua ở đâu nhỉ, để mình tìm lại xem cái gói đấy thì nó bán vé rẻ hơn nhưng mà mình quên mất nó nằm ở đâu rồi. Đây mình đang tìm lại, cái này là mua gói quỹ tháng này, cái này là mua gói thả cái này trong 30 ngày, nhưng mà cái này anh em mua sẵn cũng được, tại vì chẳng như là cứ mỗi ngày nó tích vào đây, chẳng như anh em 14 ngày hoặc 15 ngày không em không mua, sau đó anh em mua thì anh em sẽ nhận thưởng luôn từ ngày 1 đến ngày 15 nhá. Đấy chẳng như hôm nay là game ra ngày thứ tư đúng không, nhưng mà bây giờ mình mua vào gói này thì sẽ nhận được thưởng đến ngày thứ tư thôi. Đấy thì đến đây thôi thì có 15 vé, 120 kim phiếu thì cũng chưa cần lắm. Cái này thì gần đến hai mấy ngày em mua cũng được. Đấy, cái này cứ vào 1 tháng nó sẽ xoay vào một lần. Cái gói ấy đâu nhỉ? Cái gói tướng cái gói chỗ nào ta? Cái gói gì mà 30 kim phiếu được 10 mười mấy vé đâu nhỉ? Để mình xem nào, trong gói VIP này đúng không? À, đây 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 anh em. Cái gói tháng và gói tuần đây. Con này 30 kim phiếu này, được 10 vé sổ danh tướng là chiêu mộ rồi. Đấy. Từ từ đã. Mình cũng còn một ít thôi. Mình còn 168 kim phiếu thôi thì cứ mua con này trước đã, tại vì trong này có con Lữ Linh Kỳ thì mình cũng xác định chơi con Lữ Linh Kỳ này lâu dài mà nó cũng là một trong những danh tướng mà anh em. Sau này có những con danh tướng khác ngon hơn thì sẽ thay sau, nhưng mà chắc cũng phải chơi một thời gian dài anh em. Đấy, trong này có hai con tướng 5 sao phôi này. Mua này 120 kim long à, kim phiếu nhỉ. Đấy.
Đây mình nhận tích nạp ngày hôm nay này. Lên VIP. Đây rồi. Đấy, mình đã lên VIP 6 anh em ạ. VIP 6 thì nó sẽ có cho mình cái ngọc bội cam. Cái ngọc bội như đỏ là phẩm cao nhất thì phải. Hai vé chiêu mộ hai vé lệnh chiêu huyền là chiêu mộ hệ này. Đấy, 6 mở XP và một cái dương chọn tướng, nhưng mà cái này không phải thành tướng anh em ạ. Cái này không phải thành tướng, trong này thì có con tôn sách. Con tôn sách này chơi bên bên phái Ngô khá là mạnh anh em nhá. Con này đúng không nhỉ? Con này nộ giết địch xong thì như được sẽ được hồi máu. Nếu mà đối phương trong trạng thái thiêu đốt thì nó sẽ chắc chắn bạo kích. Đấy. Con này phải đi với team thiêu đốt cơ, đi với team nước Ngô gây được hiệu ứng thiêu đốt, xong con này cứ đam mà con nào có thiêu đốt là chắc chắn bạo anh em nhá. Mà đam đơn khá là to. Nó sẽ tấn công mục tiêu công cao nhất, giết địch được con tướng công cao nhất của địch là nó sẽ lợi thế rất nhiều rồi. Chưa kể sau này khi lên 8 sao này, anh em sau khi tôn sách sau khi tướng địch bị tôn sách tiêu diệt, tôn sách sẽ hồi 500 điểm nộ, anh em hồi nộ liên tục luôn. Con này nói chung là con này nộ nhanh và nộ một cái gần như là xác định hẹo một con tướng luôn đấy. Con này kỹ năng level 2 đã là 255 sát thương rồi, nhưng mà lên kỹ năng level 4 thì như là tổng khoảng gần 400 sát thương ấy, 400%. Đấy, nhưng mà phải đi với team thiêu đốt thì chắc chắn bạo nó sẽ mới ngon. Cái dương đấy thì mình sẽ chọn sau. Lên VIP 7 sẽ là 1.500 kim phiếu, sẽ được thêm một lượng linh kỳ nữa. VIP 8 sẽ có ra các lượng. VIP 8, VIP 9 ra các lượng. VIP 10 sẽ được chọn một con danh tướng thì phải, đúng không? Một con chọn danh tướng cho 4 hệ. Nhưng mà cái này thì tính sau đi. Đã lên VIP 6 rồi, VIP 7 đâu mà đã tính VIP cao hơn rồi, đúng không? Đây, được 3 lệnh chưa hồi hiện này, tiêu 900 kim phiếu này, 2.000 kim long ngày thứ tư. Server sự kiện 7 ngày đầu mà. Tích nạp ngày này. Cái gói tích nạp này hình như là cứ mỗi lần là anh em nạp đúng mốc nó lại hiện lên anh em ạ. Vừa đấy mình thấy nó hiện ra có mỗi hai mốc tích nạp là 50 và 90 kim phiếu thôi. Sau khi mà mình nạp lên 180 kim phiếu nó lại hiện ra gói 300 kim phiếu này. Đấy, có thêm chút tài nguyên và cái nguyên liệu này nâng ấy này. Rồi, hôm nay không biết là lên áp được lên 3 triệu lượt chiến không, còn tùy theo tí nữa mình chiêu mộ nó như nào đã. Đây còn một gói 300 kim phiếu, từ như mình vẫn còn này đúng không? Mình vẫn còn gói tuần nữa, mấy gói này thì ít đấy quá, ít vé chiêu mộ. Đây, ngoài tháng mới có tuần này. Ngoài tháng này thì còn 26 ngày nữa mới hết cái này, mua sau. Sau này có cái dương mở ra cũng được, ngẫu nhiên vé chiêu mộ này. Nhưng mà một túi thôi à. Thì mình cái này bán được 3 lần thôi. Cái này mua được 1 lần này. Gói 30 kim phiếu được 12 vé anh em nhé. Nhưng mà gói 60 kim phiếu được gói 3 kim phiếu, 30 kim phiếu được 10 vé. Nhưng mà gói 60 kim phiếu được có 12 vé. Đắt hơn, thêm được một vé lệnh chiêu hồi lệnh chiêu hiền nhưng mà đắt gấp đôi. Vé chiêu mộ danh tướng thêm được hai vé mà đắt gấp đôi luôn anh em. Ảo ma Canada. Còn hôm nay có một thêm cái sự nhiệm vụ cốt truyện mới, cái đi được kim bảo thì để sau đi. Cái cao nhất thì mở được năm ấy thôi, được năm lệnh nữa thôi. Còn gì nữa không? Cái này mình đang đắn đo, một là Triệu Vân, Trương Phi cũng ngon. Hai là Tôn Sách. Bên này thì có ở Hoa Hùng thì được, Hoa Hùng chơi kiểu dồn đam kết thúc mục tiêu nó cũng được. Đam đơn đấy. Còn mình tiếp nhận 42 ấy này. Hiện tại mình đang có 42 lệnh chiêu hiền với cả 284 vé chiêu mộ cao cấp, nói chung là chiêu mộ cao cấp đi. Đấy. Còn đây là chiêu mộ hệ. Đấy, tổng cộng là mình sẽ có 320 vé. Đấy. Trước tiên là mình sẽ quay ấy đã. Lục con lưỡi linh kỳ này. Đánh tướng này, mình có hai con lưỡi linh kỳ rồi, nếu mà lên 10 sao không đủ, lên 9 sao mất một con. Lên 10 sao mất hai con cơ thì tổng cộng mình đang thiếu một con nữa. Lại là có gì đây? Kim phiếu thì mình hết mất rồi, thôi để tính sau đi, bây giờ vào chiêu mộ luôn. Để xem nó ra tướng hệ nào, nhiều hệ nào trước đã rồi mình tính sau. Đấy, chiêu mộ. Bên này chiêu mộ vé thường, vé này là vé mua bằng vàng ở trong shop. Cái này tỷ lệ ra 5 sao ít lắm.
chiều ra mấy con 3 sao 4 sao cho mộ tình bạn như thế ít ra 5 sao lắm, nhưng mà 1.000 điểm mới cho mộ đỡ. Mình có 1.000 điểm rồi mà. À phun tướng à, dung hợp dung hợp có cần tướng 3 sao, có cần tướng 3 sao anh em ạ, nhưng mà tướng 2 sao thì không cần, thì phải tướng 2 sao thì không cần, chọn nhanh tướng 1 sao 2 sao. Cái phân giải nhanh là phân giải gì đây, phân giải nhanh sẽ phân giải nhanh chóng toàn bộ tướng 1 sao 2 sao và 3 sao, nhưng 10 tướng 3 sao sẽ tự lưu lại để khi mình nâng sao cho mấy con từ 4 lên 5 thì sẽ yêu cầu mấy con phôi 3 sao đấy. Vậy đi. Kệ nó, giữ lại cho mình mỗi hệ 10 con 3 sao mà. Đúng không? Nên là vẫn thoải mái anh em. Rồi. Chưa mộ tình bạn cũng không được. Rồi, cũng được con 5 sao nào. Đây, còn chưa mộ X10 chắc chắn là mỗi lần được một con 5 sao. Ngân Bình. Bên Đức Thục. Con Ngân Bình này đam boss nữa, ổn áp hết anh em. Không biết lần này có chưa mộ ra được con danh tướng nào không. Thì hiệu ứng chưa mộ cũng đẹp đấy chứ. Sao rơi, Ngụy Diên này. Tôn Kiên à. Tôn Kiên này ngon không nhỉ. Mình cũng quên mất kỹ năng con Tôn Kiên rồi. Nhưng mà mấy con hệ nước ngô phải chơi với nhau anh em. Mấy cái con ba hệ kia thì mình thấy chơi kết hợp được. Còn nước hệ ngô thì toàn kiểu là hiệu ứng đam vào những mục tiêu thiêu đốt ấy. Mà chỉ có mấy con hiệu nước ngô là nó có hiệu ứng thiêu đốt để hỗ trợ lẫn nhau thôi. Nhưng mà nước ngô mà chơi lẻ với các quốc gia khác, các hệ khác thì cảm giác nó cũng lửu tiểu lắm. Tại vì nếu mà anh em không gây được thiêu đốt thì mấy con nước con bên nước ngô nó sẽ không được tăng thêm lượng sát thương đâu. Từ thứ này đen đấy nhỉ, chưa được con danh tướng nào. Từ nãy giờ toàn phôi là phôi nhỉ. Lưu bị cũng không ăn thua rồi anh em. Trương Giáp, Trần Cung này, bộ luyện sư toàn con lưu tiều thôi. Tiểu Kiều thì cũng tạm tạm. Tiểu Kiều thì nó cũng là bên nước ngô. Tiểu Kiều thì mình thấy nó cũng không ăn thua lắm. Tào Nhân từ mới này, Tào Nhân này mình chưa có con nào anh em. Giảm nộ, bút khiên và chịu sát thương, hộ vệ, tăng cơ à. Mỗi lần quay X10 chỉ là một con 5 sao thôi. Đại Kiều từ mới, Thái Văn Cơ, không ngờ là con danh tướng nào. Lại Lưu Bị này. Thái Sư, Nguyên Cơ, Cùi Thế, Trúc Dung, Thái Sử Từ. Hay à, cái này không biết có ra được danh tướng không ta. Nhưng mà từ nãy giờ thì chưa được có danh tướng nào đấy. Hỏng quá nhỉ. Hạ Hầu Đôn mình thường các game khác khá là chất lượng, không biết là trong game này như nào. Nhưng mà không phải danh tướng. Lại phôi mất rồi. Ôi cái gì đây, 6 kim phiếu này. Máy này hình như là mở ra được cái chiêu mộ hệ đúng không. 3 dương này, ngẫu nhiên ra được chiêu mộ hệ, 12 vé chiêu mộ này, ngon. Rồi từ từ đã ghép dung hợp đó, dung hợp mấy con lên 5 sao làm phôi đó. Phân giải bớt mấy con 3 sao với 2 sao đi. Đấy. Rồi xem tình hình nào, chưa được có danh tướng nào đâu đấy. Thôi cho có danh tướng đi. Chính tỏ game này, danh tướng trong game này chiêu mộ khó phết đấy anh em ạ. Đặc biệt là trong chiêu mộ cao cấp này. Hoa Hồng cũng được. Hoa Hồng thì cũng đam đơn khá ổn anh em nhé. Cái quần Tào Tháo này, từ mới nhưng mà Tào Tháo không ngon lắm đâu. Điển Vi trong game này là tướng củi anh em ạ. Trúc Dung, Thái Sử Tờ, ôi trời ơi lại Lưu Bị. Đèn đe, Hứa Chử này, không được con danh tướng nào. Ôi Thái Sư, Trần Cung,
Không được một con danh tướng nào anh em ạ. Quá đen. Ở đây thì mình sau khi chiêu mộ xong gần 300 vé, mình có thêm 1.000 điểm bảo hiểm, 6.000 điểm, 6.000 điểm bảo hiểm anh em, sẽ được 6 năm sao nữa. Mở phe nào nhỉ? Chơi may rủi đi hay là mình xem danh tướng nước nào ngon nhỉ? Danh thì mình thấy danh tướng nước nào cũng ngon luôn anh em. Nhưng mà mình không thích danh tướng binh ngụy lắm. Bên thục này thì con mã siêu đánh còn trăm máu khá ổn này. Nếu mà chọn bên nước thục này cũng được. Nếu mà ra được con gì nhỉ? Con ra cát lượng thì anh em lên bốc 7 sao tà à, 7 vip 7 8 vip 8 vip 9 gì đấy. Thì anh em sẽ có thêm copy để anh em nâng sao sẽ dễ hơn đúng không? Khiến hai tướng ngẫu nhiên hàng sau địch nhận phải sát thương nếu mục tiêu là mưu sĩ tăng 25%. Sát thương với mục tiêu HP thứ nhất, nếu một HP nó lớn hơn 50% thì có 80% kèm hiệu nữ phong. Nếu HP của nó dưới 50% thì sát thương lần này tăng thêm 30. Chảm sát rất là tốt này. Nếu diệt được mục tiêu hồi được hồi phục 50% giới hạn HP bản thân. Vãi. Con Vũ này nếu mà cứ giết địch mà nó còn chọn toàn tấn công mục tiêu có máu rất nhỉ. Thế con Vũ này thì nó hồi phục bá đạo luôn anh em ạ. Cứ giết được một con địch tướng địch bằng chiêu độ này xong nó lại hồi máu bằng 50% luôn. Sau khi sử dụng kỹ năng nộ, khi tiêu diệt tướng địch sẽ thi triển kỹ năng nộ lần nữa. Nếu tiêu diệt sẽ thêm lần nữa anh em ạ. Sát thương bằng 50% trước đây, mỗi lần kích hoạt được mỗi lượt kích hoạt được một lần. Hay à? Lên 10 sao là sát thương bằng 80%, nghĩa là kỹ năng của đấy là 8432 là 320 à? Dùng kỹ năng nộ sẽ hồi phục được 250 điểm nộ nữa này. Ui vãi. Con này là con vũ này con kích sát thì thôi rồi đấy. Chuyên là vết máng. Cứ giết địch xong hồi nộ xong đánh thêm lần nữa, xong lại hồi máu nữa, khá là nhây. Ở hàng trước thì sẽ tăng thêm 20% sát thương và tỷ lệ kích. Nếu không thì mỗi lần tấn công là nghèo quá, nói chung dài dòng quá anh em. Thôi bỏ qua đi, chơi kiểu hên xui đi. Chắc gì đã ra danh tướng ở trong này tiểu kiều này. Chắc gì đã danh tướng cứ chữ mà cứ tính toán như đúng rồi anh em. Tôn quyền không thích lắm. Toàn ra ngô nãy giờ nhỉ, ngô ngụy lại ngô này. Rõ ràng là không chọn ngô mà ra toàn ngô. Thôi mình chọn thử thục thêm nào. Khương Duy Lưu Bị, ui nói chung là cũng toàn cùi là cùi thôi anh em. Ai chà chà chà, hỏng bét hỏng bét, chưa được cái gì ra hồn luôn đấy, toàn phôi thôi. Bây giờ vé chiêu mộ hệ mới là cái quan trọng này, nhưng mà bây giờ chọn hệ nào để mà chơi đây? Bên ngụy không thích lắm. Ngô thì bên thục thì cũng được. Ngô thì mình thích con Chu Du thôi. Bên quần thì mình đang có Lữ Linh Kỳ rồi, hay là mình cứ chơi một bên quần nhỉ? Tại vì nếu mà ra được Linh Kỳ thì mình sẽ có đủ copy ấy sau luôn. Tào Tháo này cứ tưởng Tào Tháo danh tướng. Giả hủ đắt lắm. Bên này thì có Lữ Bố gây hiệu ứng choáng này cũng ngon này. Đánh bay và làm choáng một kỹ năng đam AOE mà có 30% choáng anh em. Nghĩa là đỏ để choáng nó 3-4 con là bá đạo hết đấy. Rồi vào phủ tướng quân này. Để cứ chưa mộ quần đi xem như thế nào. Ai hoa hồng cũng tạm được. Ngô phát thế nào, Ngô ra Chu Du đi, mình đang muốn kiếm Chu Du, tại vì Chu Du nó anh em không cần chơi búp, có Chu Du là được rồi. Tại vì có Chu Du là hoàng cái cũng được. Có Chu Du là mỗi lần team anh em bạo kích là anh em sẽ được hồi phục máu theo phần trăm sát thương bạo kích. Đấy. Ngô tiếp này. Vãi ra Cam Ninh. Chưa được có danh tướng nào. Vãi. Ôi giời.
con gì đây? Mạch hoạch. Ừ, hai con năm sao Đại Kiều và Tôn Như, như là phôi vậy. Hoài thế nhở? À, có đổi tướng mà. Ờ, ở đây có đổi tướng này. Mình đang muốn có Chozu à, thì đổi tạm con nào lấy Chozu rồi, lấy Tiểu Kiều, Tiểu Kiều nhiều quá. Chắc gì đã ra Chozu đúng không? Mà thôi cứ đổi đi, hết xôi ai biết được đâu. Ai biết đâu chứ, toàn ra cắt cẩn người ta. Tôn Kiên này, Tôn Kiên thì sao mình lắm ngô đấy nhỉ? Tôn Kiên này, cắt cẩn thì mình không thích cắt cẩn lắm. Thêm Tôn Kiên này. Thế từ từ mình cũng khá là nhiều. Tôn Quyền, Bộ Liên Sư là con cùi. Sao lắm Tôn Kiên ấy, Tôn Kiên mạnh không ta? Mình nhớ như Tôn Kiên là cũng ngon thì phải. Sao là lắm Tôn Kiên vãi. Kiểu này mình lại phải chơi thêm nước ấy à? Để phe quần thử xem nào. Phe quần có con nào bên thuật này, mạch hoài cả. Thái sư. Thôi đổi ngô đi. Đã, mình thấy ngô ra khá là nhiều. Hoàng cái cũng khá là ngon anh em. Cam ninh này. Đấy, sự từ Bộ Luyện Sư Cùi. Rồi, hết rồi. Hết vị rồi anh em. Cuối cùng ra một mớ phôi. Còn lại, động lại chúng ta là một đợt mớ phôi anh em. À đây nữa này. À đây. Trường Giác. Hai con Trường Giác của ai? Ngô ra con gì đây? Tôn Kiên, sao đám ra đám Tôn Kiên? Tôn Kiên hộ vệ à? Mình nhầm rồi, Tôn Kiên không phải là con tướng đam rồi. Hoàng cái Tôn Như, Tôn Như là Tôn Như là danh tướng à? Tôi bỏ mẹ thì vừa đấy mình tải một con ra cho con Tôn Như đúng không? Lú rồi. Tôn Như danh tướng à, vừa nãy mình như mình đổi một lần rồi ra Tôn Như mình không chọn đúng không, mình không lấy đúng không? Tí phải xem lại anh em ạ. Danh tướng là nó sẽ khác đấy. Tôn Như là gây sát thương pháp thuật lên hàng trước cái địch này, gây sát thương pháp thuật lên toàn bộ cái địch. Nếu mục tiêu trong trạng thái tiêu đốt có 50% xác suất trạng thái tiêu đốt trong hai lượt, sao lại thế? Nghĩa là phải có tiêu đốt rồi thì mới có thêm tiêu đốt tiếp à? Nếu mục tiêu không trong trạng thái tiêu đốt thì có 50% xác suất thêm trạng thái tiêu đốt trong hai lượt. Nếu mục tiêu trong trạng thái tiêu đốt thì có 35% tỷ lệ thêm chóa, nghĩa là con nào phải con nào đó gây tiêu đốt trước anh em. Lên 8 sao sau khi thi triển kỹ năng nộ khí này, hồi phục 250 điểm vũ khí cho hai tướng có sức tấn công cao nhất phê ta, hay mức độ cho hai con tướng cao nhất à? Cũng được đấy. Lên 10 sao là mỗi khi tấn công mỗi đánh trúng một tướng trong trạng thái tiêu đốt thì tăng 100 điểm nộ cho bản thân. Ê, ngon thế ta. Kỹ năng nộ của nó mà đam trúng 6 con bị tiêu đốt là nó sẽ hồi 600 điểm nộ à? Lên nộ khá là nhanh anh em nhá. Nộ liên tục và bút tiêu đốt liên tục. Chưa kể là có thể gây choáng vào những con đang bị tiêu đốt nữa. Con này hiệu ứng vừa đam vừa hiệu ứng khá là tốt. Còn bút nộ cho công cao nhất nữa. Thần binh xem có gì khác bọt không? À, cấp 25 con này thì kỹ năng nộ tăng 20% xác suất choáng. Ây chà chà. Nghĩa là thành 55% tỷ lệ choáng lên những mục tiêu đang bị thiêu đốt anh em ạ. Nhưng mà vẫn phải con nào đó kích nộ, kích thiêu đốt trước. Con này phải nộ lần thứ 2 bắt đầu mới có nhiều ứng. Kỹ năng nộ khí tăng 20% xác suất choáng với mục tiêu thiêu đốt. Giảm nộ khí thế này. Cũng được anh em ạ, nhưng mà nuôi cũng hơi khoai đấy. Con Tôn Kiên là con nào ta? Thôi bỏ mẹ, nhưng Tôn Kiên là con cùi anh em ạ.
Tôn Sách mới là con tướng ngon. Vai bảo sao nó tẩy ra nhiều Tôn Kiên thế. Hóa ra Tôn Kiên là con cùi. Tôn Kiên là con cùi đúng không? Gây 85% sát thương lên. Từ con này không có lương phẩm đỏ à? Tôn Quyền, Tôn Sách. Không hề có Tôn Kiên phẩm đỏ trên này anh em ạ. Có gì đó sai sai. Sao trên không nhìn thấy nhỉ? Đồng thời 10% giảm sát thương cho bản thân này. Gây sát thương lên một địch 120% nếu mục thương đốt tăng. Ôi con này không có 10 sao. Con nào mà không có cái hiệu ứng 10 sao đây là con cùi anh em ạ. Trời ơi là trời. Thôi kệ tính sau anh em ạ. Bây giờ đây, mình cũng đang xác định luôn thêm một con để đi bot. Đó là con Ngân Bình anh em. Đấy. Con này đi bot thì khỏi bàn luôn nhá. Tại sao khỏi bàn? Tại vì đây anh em thấy đó, cái sát thương tương đương với 6% giới hạn của mục tiêu này và không vượt quá 10 lần tấn công của bản thân. Đấy, bình thường các con khác ấy thì nó chỉ không vượt quá khoảng 4 đến 5 lần tấn công bản thân thôi. Nghĩa là anh em có 100.000 công, nếu mà không vượt qua 4 lần công ấy thì anh em chỉ tối đa lên được 400k đam thôi, 400.000 máu thôi. Nhưng mà khi anh em có 100.000 công mà kỹ năng của nó là không vượt quá 10 lần tấn công, nghĩa là nó có thể x lên được 1 triệu sát thương. Đấy. Rất là nhiều lam nếu mà khi đánh boss ấy. Nếu mà anh em dùng con Ngân Bình này nhá. Rồi thì bây giờ mình dùng luôn cho này nó à. Thôi dùng luôn tặng này đi. Rồi bây giờ mình sẽ tăng sao luôn cho Ngân Bình này đi. Có chứ không có mã đại à? Có mã đại không? Mã đại thiếu mất hai con phôi nâng lên này. Mà trong dương này có, trong dương này mình có anh em. Đây. Mã đại đây. Nâng Ngân Bình lên đi boss anh em ạ. Thời điểm đầu thì rất nhiều hoạt động boss quan trọng. Đây là trong team anh em nâng một con Ngân Bình là ok. Ở bên tiên nước thục thì nó chơi theo kiểu đánh theo phần trăm máu anh em nhé. Dương đấy là dương 4 sao à? À chưa ghép mảnh anh em ạ. Ra mảnh không phải ghép lại cơ. Ở bên nước thục toàn con đánh theo 100 máu thôi, chẳng hạn như Triệu Vân rồi Ngân Bình rồi Mã Siêu. Mã Siêu cũng đánh hàng ngang và đam theo 100% máu. Phần trăm máu về sau là cũng ác đấy, đặc biệt là đi boss. Thế này dùng được cho đa hệ thì mình sẽ để lại. Ngụy Diên thì cảm giác hơi cùi nên bỏ Ngụy Diên đi. Ngụy Diên, Lưu Bị thì không ăn thua lắm, bỏ Lưu Bị đi. 6 sao này. Cho lên con nào nhỉ? Lưu Bị. Bỏ hết Lưu Bị đi. 7 sao này, 8 sao thì cần con 6 nè. Để mình xem nâng con 6 cũng tốn nguyên liệu lắm anh em. 6 sao này bên có Ngụy Diên. Lại cần 3 con phôi nữa chứ. Tốn phôi ghê đấy. Từ thứ này. Đấy. Cho con Bình này lên 8 sao trước con Triệu Vân. Để đi boss. Bằng thống này. Vẫn còn mình vẫn còn phôi hai con Ngân Bình đây nữa. Hoàng Nguyệt Anh, Trương Phi thì cũng được. Nhưng mà thôi, có đủ tài nguyên đâu mà nâng anh em thấy không? Em nuôi một hệ thôi đã khó khăn lắm rồi, bên nuôi hai con trùng một hệ thì càng khó nữa. Rồi, kỹ năng nộ nó lên level 3. Cái anh thường lên 4 này, kỹ năng nộ level 3. Con này được cái là chọn mục tiêu có HP thấp nhất anh em nhá. Đây, kèm sát thương tương đương với 8% giới hạn và không vượt quá 10 lần tấn công. Nếu lên level 4 là 10%. Đấy, đột phá nó phát. Tăng cấp này. Trong 90 level và đam vẫn cảm giác vẫn hơi bé nhỉ. Cái con lữ linh kỳ của mình đam được hơn 100.000 công cơ hay là do đồ nữa, phụ thuộc vào đồ nữa anh em.
Hết gì đây? Hết EP à? Vãi, tốn thế. Tốn EP thế. Thôi anh phải dùng cái nhân bảo thôi. 30 kim phiếu cho con dân bình này. 24 giờ. Đây. Cái này là được 10.000 EP, cái này 500.000, cái này nhiều hơn đúng không? Cái này được nhiều đá đột phá với cả nhiều ấy hơn, nhiều EP hơn. Nhưng mà cũng tốn 1.6 triệu này. Full 7 cái luôn đi. Cũng mất 6.000 ấy rồi. 6.000 kim bảo để lấy số EP đấy. Rồi, muốn nâng lên thì phải mua cái quái thôi. Mười mấy triệu EP mà nâng mấy phát lên level 190 là cũng thấy nó thốn, nó tốn phết đấy. Ngân bình này nó bọc từ xem thần khí của nó là cái gì. Thần khí của ngân bình này là cái gì ta? Giờ mình xem lại thần khí của nó là cái gì. Mua nhầm thần khí là cũng hơi mệt. Đây, thần khí của nó là cái đao à. Đấy, về một cái đao cho nó. Và nâng cấp thần khí lên thì mà có thêm mấy hiệu ứng. Cái đao à. Đâu nhỉ? Là mới miễn phí được 10 lần. Thần binh chưa mua, có xác nhận mua là mới. Đã ra trận. À, thần binh này của chủ vân này, thôi kệ đi. Ơ à, làm mới bây giờ nó không ra thì làm sao anh em? Có hắn cái nhở? Ờ, nó không ra thì để mua thì làm sao bây giờ? Trời ơi. Cái này của con gì đây? Lữ Linh Kỳ này. 50.000 điểm này, nên cũng mua dần. Phải mất 100 điểm một lần làm mới này. Làm mới được 22 lần là hết đấy rồi này. Lữ Linh Kỳ này. Không ra mới đâu nhỉ. Ở đây rồi. Ôi mất 500 kim bảo cả. Thôi đúng cái lúc để 500 kim bảo này. Thôi dùng tạm. Bây giờ nâng cái này lên 25. Sau khi trực tiếp tiêu diệt tướng địch sẽ thi triển cái lần công kỹ năng này, kỹ năng sử dụng lần trước gây ra 40% sát thương. Thế là con này đánh thường hay là dùng nổ nếu mà diệt địch, diệt được con tướng địch là nó sẽ được truy kích thêm lần nữa đam. Bỏ đồ triệu vân đã, cho đồ cho con đình này vẫn ít đam ấy nhở. Vẫn hơi ít đam anh em ạ. 80.000 con này 105, căn bản là con này có cả skin các thứ, đồ cũng đồ 3 sao mà. 3 sao nó khác bọt hơn đấy. Rồi, đồ tốc lực chiến xe mới lên 2 triệu. Vãi đừng thế mà mới chỉ có lên 2 triệu lực chiến đã. 2 triệu 2, 2 triệu 3 thì có gần 300.000 lực chiến rồi. Thốn nhỉ? Thốn thật đấy anh em ạ. Thế này mà kiểu lên tốc kiểu gì đây? Lên tốc kiểu gì đây anh em? Rồi, bây giờ cho anh em đi xem thử boss, đam boss của nó. Cứ gọi là bao phê luôn. À, cái này bây giờ mình vẫn chưa đánh được cái mốc 1.000 đam anh em. Đây, 1.000 đam này. 1.000 vạn này, một là 1 triệu đúng không? 1 triệu hay 10 triệu sát thương rồi đấy. Thì được thêm 70 cái mũ miệng tử kim này, 150 cái lá tiến bậc và một cái chương mộ hệ này. Mấy cái mốc này mình đánh lên rồi, mình thiếu đam. Đấy, bây giờ nâng con Lữ Linh Kỳ lên chắc đủ ấy. Thêm mấy con này nữa. Thêm mấy con Lữ Linh Kỳ. Con Ngân Bình này, Lữ Linh Kỳ này nó đánh nội tại. Ơ, có truy kích à? Nếu đồng đội bị bạo kích thì nó có đánh thường rồi phải. Nộ này, 1 triệu. 1 triệu mấy nhỉ? Nhanh quá, không kịp nhìn. Bạo kích 600.000 đàm. Ờ, à, có đánh thường truy kích này. Như con nào bạo nó đánh có truy kích anh em ạ. Mà truy kích đang mở ra hơi bé nhỉ.
chí quýt này. Sao mình thấy nó có lưỡi linh kỳ này, nó sẽ đánh dấu hiệu ứng đánh theo 100 máu này. Thì miếng con sau đánh ra rất là to anh em nhá. Kiểu quân này cũng có nộ đánh theo 100 máu nữa. Ra được bao nhiêu đây? 700.000, con này đam cũng phải được 500.000 nhá. 500.000 là 100 máu. Con này đam lên chỗ 5. Một chỗ 5 đã được hưởng thêm 500.000 từ cái nội tại của lưỡi linh kỳ ấy, chứ không là không lên được chỗ 5 đâu, cũng chỉ được 1 triệu thôi. Sát thương kiểu này, ôi lên level 10 này, sát được 10 triệu này. Không đủ 10 triệu à? Ngân mình này, được có 9 triệu. Vẫn thiếu một chút. Thống kê sát thương của mình nó đạt được 3 triệu này, em thấy kinh chưa? Bỏ bản thái văn cơ đi nhỉ? Bỏ bản thái văn cơ đi anh em. Mấy con đánh theo 100 máu, ổn áp hết. Đam lên 3 triệu 5, lưỡi anh kỳ được 1 triệu 7, gấp đôi luôn anh em. Nhưng mà nói gì nói thì con ngân bình nó vẫn được hưởng được cái nội tại của cái năng nộ của con lưỡi linh kỳ. Lưỡi linh kỳ cộng thêm phần trăm máu vào nữa sẽ nhiều hơn. Nếu mà không có lưỡi linh kỳ đánh vào thì không thấy đâu, không được đâu. Mình vẫn top 4 à, top 1, 1 triệu 4 cơ. Mấy con kia thì mình vẫn chưa nâng, thì mình chưa biết nâng con nào. Nhiều con có cũng dối. Đấy, đi bot như thế hay là đi bot bang quân đoàn, đi bot quân đoàn thế cũng hai thứ lượng quân đoàn ở từ hôm qua này xong rồi top 3 kìa. Mỗi ngày có 2 lượt đánh free thôi, còn đâu anh em phải mua thêm lượt. Đây mấy con này mình vẫn còn 1 sao, nhưng đội hình của mình tầm 1 sao 5 sao đánh ngang đam gần bằng mấy ông toàn 9 sao 10 sao là cũng ghê gớm lắm rồi đấy. 600.000 đam. Chú kích. Cái truy kích của con ngân bình là ủng hộ trụ 9 đam luôn. Sợ vai. Nhưng mà mình để con thái văn cơ hơi thừa. Bỏ con thái văn cơ đi. Đam 4 triệu 5 nè. Nhưng mà bây giờ thay con gì vào bây giờ? Thay con gì vào bây giờ? Có đam tí nhỉ? Bây giờ phải có con nào mình có hai con trùng nhau mình nâng sao được thì mình cho vào. Ô, hứa chửi nhiều thế, nhưng mà hứa chửi là tướng cùi á, không phải tướng cùi mà bộ kỹ năng của nó cùi. Bên ngụy không có được con nào ra hồn ta. Nguyên cơ tướng cùi này, cái tướng nào mà không có hiệu ứng kỹ năng 10 sao là tướng cùi anh em nhá. Owen không có thần binh luôn. Bên này không có nào trùng nhau nhiều, mỗi thái văn cơ thì lại chuyên về búp máu. Tôi muốn dồn hết đam để nâng một con đam nữa. Ngân bình mình vẫn còn 2 con 3 con phôi gì phải, 3 con copy chứ, 2 con copy. Vẫn đủ lên 9, lên 9 cần đến 2 con đúng không? Cần 1 con thôi à? Lên 10 cần 2 con. Một con 6 sao và 2 con 5 sao. Nâng 6 sao lên cũng mệt phết đấy. Con này vừa đấy có kỹ năng gì truy kích ta? Đấy, 8 sao đúng không? Sau khi tướng tấn công thực sau khi tấn công thường đó. Sau khi tướng tấn công tướng thực bên ta, nghĩa là khi tướng tướng bên nước thục tấn công thì có 70% con quan bình này truy kích với lượng sát thương bằng 50% công. Còn không phải là tướng nước thục thì sẽ đạt một nửa, nghĩa là tỷ lệ có 35% truy kích thôi. Mỗi lượt kích hoạt được một lần, nghĩa là mỗi một con đánh, mỗi một đồng đội mình đánh thì con này có tỷ lệ kích hoạt được một lần truy kích. Tính ra cũng được. Nhưng mà tỷ lệ đây, lên 10 sao thì tướng thục tấn công thì con này chắc chắn sẽ thêm một lần đánh thường với sát thương bằng 60% công. Nhưng mà đánh thường đam hơi bé nhỉ, 60% không thấm lắm. Còn cái này là sau khi trực tiếp tiêu diệt tướng địch thì sẽ thi triển thêm lần công nữa, sát thương bằng 4% sát thương tấn công. 40% của sát thương kỹ năng lần trước à?
Nhưng mà khi năng nộ là 320, 40% chỉ có trăm mấy thôi à? Tạm tạm đây anh em ạ. Bên thục thì hết tướng thì đương sao rồi, hết phôi rồi. Bên ngô này, bên ngô chứ biết được con nào. Tôn thư thì lại không có. Nộ tỷ lệ thiêu đốt cũng khá là cao. Đang có mục tiêu đang bị thiêu đốt thì nó sẽ có thêm choáng nữa. Nhưng mà con này không được sao, phải có thêm một con nữa, copy nữa thì mới được sao cơ. Đánh tướng mà không được sao lên thì cũng không ăn thua. Tôn kiên nãy tưởng con ngon anh em ạ, mình nhầm với con tôn sách. Đổi khá nhiều tôn kiên này. Đại kiều của hai con. À, hoàng cái nữa cũng được anh em. Lại hứa chữ, vai ra nhiều hứa chữ thế. Rồi. Tạm thời anh em ạ. Đúng rồi, hôm nay nó đang có cái từ là nhận nhiệm vụ ấy đã. Là nhiệm vụ cho thưởng ấy, là cho đỡ phí, tí mình càn quét ải nó đỡ phí điểm. Hôm nay nhận nhiệm vụ đen đấy. Toàn mảnh tường bốn, toàn 4 sao lại này, được 5 sao, 300 kim bảo cũng ngon. Mà mỗi lần ở đây vé chiêu mộ hệ này. À đúng rồi, vừa đấy mình chiêu mộ rồi, mình đủ điểm thì đổi một con thanh tướng thì phải. À vừa đấy thì mình đủ điểm đổi một con thanh tướng rồi, nhưng mà mình chưa biết đổi con nào. Rồi tính sau đây nha bạn, tại vì lên năm lên cấp 55 lại được được một danh tướng nữa. Quan Bình đi boss thì chắc ok hơn, nhưng mà đi PK thì Quan Bình nó không ăn thua lắm đâu. Đội hình này của mình vẫn chưa đâu ở đâu anh em nhá. Bây giờ chúng mới chỉ được nâng được hai con thôi, đó là con Quan Bình và con này thôi. Con Lữ Linh Kỳ thôi. Mình đang chưa biết đắn đo nâng con thứ ba con gì, không biết nâng con Triệu Vân hay là con khác đây. Triệu Vân thì bên hết nước thục thì hết phôi rồi. Nên nâng tướng hệ khác thì may ra bằng phôi. Danh tướng thì đây. Khi lên mốc 50 level thì nó có chiêu X10, thì trong này mình ra được 3 con danh tướng anh em ạ. Nhưng mà phải lên được cấp 55 thì mới được chọn cơ. Đấy. Hình như là cứ mỗi 5 lần là sẽ được mốc danh tướng đúng không? Không phải à? Không phải anh em ạ. Cái này hên xui. Bên nước thục lại không ra con danh tướng, ra con Trương Phi này. Nên ra Tào Phi, Chu Du, Hoa Đà này đấy. Đấy, nhưng bây giờ mình chọn mình mua một trong mấy con này, nếu mà lên 55 mình sẽ chọn một trong mấy con này, cộng thêm mình đổi trong cái nữa phủ tướng quân nữa là mình đủ nâng lên một con lên 7 sao. Trong này thì mình đang 72 điểm rồi này. Đấy. Phủ tướng quân đổi đúng không? Đổi cửa hàng này đây. Mấy con ấy chỉ có mấy con danh tướng chỉ có 60 ấy thôi, 60 điểm thôi. Đấy, mấy con 45 điểm này là mấy con không phải danh tướng. Có tách quách ra Trương Liêu, Tào Phi, có Tào Phi này. Thục của Mã Siêu cũng khá ngon, Mã Phiêu, Quan Vũ, Gia Cát Lượng. Ngô thì không có, có Chu Du này, có Tôn Như này. Chu Du hoặc Tôn Như, hoàng cả hai mình lại chơi nước ngô nhỉ. Tại vì mình thấy ra mình ra khá nhiều nước ngô ok đấy. Thấy cũng có Hoa Đà. Linh Kỳ thôi khỏi cần rồi. Đắn đo. Đắn đo lắm anh em. Đúng rồi, hôm nay ngày thứ tư nó mở thêm cái sự kiện mới, cái tính năng mới thư các hoài cổ là cái gì đây, để mình đi thử xem nào. Cái này giống như kiểu làm nhiệm vụ ấy à. Đó, cái này giống như kiểu là nhiệm vụ cốt truyện. Và có thể rồi. Máy nó lại trộn phết nhỉ. Cái này không có bỏ qua anh em ạ. Có cái ra ngoài thôi, nó không có chỗ bỏ qua. Hôm nay mở thêm một cái này nữa này,
cái câu chuyện, nhiệm vụ câu chuyện như thế này đấy, làm nhiệm vụ đấy. Ơ, bấm cái được 200 kim bảo ngon quá. À, bỏ qua luôn. 200 kim bảo ngon thế. À nhưng mà yêu cầu phải lên đủ cấp. Cứ tưởng là làm mấy nhiệm vụ này chỉ bỏ qua hết thôi. Anh em, còn trong cái này sự kiện à, cái nhiệm vụ và câu chuyện này thì được thêm mảnh tướng với kim bảo cũng được. Có thêm tài nguyên là tốt rồi. Oh, còn mấy con danh tướng kia thì mình sẽ tính sau anh em ạ. Tính sau. Thái sư. Mở ra toàn con cùi bắp. Trong này thì không có danh tướng nào. Dương này cũng không có danh tướng đúng không? Dương vừa nãy mình mua VIP ấy. Mua VIP 6 mà không được con danh tướng nào. Ở đây không có danh tướng luôn anh em. Tôn sách, tôn quyền này. Đây có tôn sách này. Nhưng mình cũng đang không có tôn sách rồi đúng không? Tôn quyền, dám tôn quyền đấy. Chỉ như không có tôn sách nào luôn. Tôn sách mới là có tướng ngon anh em ạ. Rồi, nâng đội hình này xong chắc cũng chưa đánh được ai. Chưa đánh được ai anh em ạ. Này mới có top bây giờ tầm 4 triệu, 5 triệu hết rồi. Nói chung là hôm nay chiêu mộ cảm giác nó nhân phẩm cũng ối giời ơi anh em ạ, cũng đen. Không có gì đặc sắc lắm. 300 vé. Chiêu mộ cao cấp cảm giác game này nó khó ra danh tướng lắm. Chủ yếu là anh em chiêu mộ hệ. Chiêu mộ ở phủ tướng quân dùng vé chiêu mộ hệ rồi. Thì may ra. Này lại full đấy à. Lại full nhiệm vụ này, lại tác chiến nhanh thôi. Hôm nay không lên được 55 rồi, chỗ này chắc lên được 53. Còn tí nữa kìa. Chỗ này chắc lên được 53 level anh em ạ. Hôm nay lên 53 level, mấy ông top đầu lên bao nhiêu rồi? Còn 55 rồi, vãi trưởng thế. Lên 55 nhanh thế nhỉ? VIP cao mua nhiều lượt tác chiến à? Lên 55 level rồi. Đã nhận thêm một danh tướng nữa rồi. Sao lên 4 triệu lượt chiến, 4 triệu 5. Lưỡi Linh Kỳ, Hoa Đà, trong này chắc là chọn Hoa Đà với Lưỡi Linh Kỳ. Linh Kỳ là sự kiện rồi. Trong này chọn Hoa Đà, Hoa Đà là búp. Búp mới cả có một lần hồi sinh. Nếu mà anh em không chơi với con búp thì anh em có thể tập trung nuôi con Chu Du cũng được. Xong anh em mua mấy con gây bạo kích ra. Bạo kích cái là được hồi máu. Cũng hay. Chơi kiểu đấy thì không phụ thuộc vào mấy con hồi máu. Chỉ cần anh em mà đánh mấy con ra bạo kích cái là nó sẽ tự hồi phục theo lượng sát thương bạo kích gây ra. Cũng ngon. Nhưng mà trước tiên là anh em phải có Chu Du trước đã. Rèn luyện này, 55. Bấm cắn quét nhanh đi. À, có ải mới à? Cái này mỗi lần cắn quét cũng tốn kim nguyên bảo phết. Rồi, nói chung là cũng tạm ổn lên được. Sau khi xả vé xong lên được 400.000 lực chiến. Vẫn chưa thấm ở đâu, mình tại vì vẫn còn nhiều con để nâng nữa. Thì mình sẽ tính sau anh em nhé. Ok, video của mình hôm nay chắc đến đây thôi. Có gì hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em.